Trong hậu cung của một ông vua có hai con vợ. Nó sẽ cực kỳ thú vị nếu con này hại con kia. Quý vị có quyền muốn biết, mà tôi có quyền không cho quý vị biết. Bởi vì quý vị biết cái chuyện nó hết vui. Có một đứa là như ngày hôm nay là do có một đứa học trò bị đuổi học, nhưng nó đủ rảnh và đủ siêng. Khán giả giận, cho ông này lục nghề dở ẹt, hết ông luôn. Sợ chứ, phải sợ. Luôn luôn, sau một cái thất bại luôn nhìn lại là mình biết tại sao mình sai. Mà người thông minh thì họ sẽ biết họ phải làm những gì để họ đạt được đỉnh cao. Ngày hôm qua và ta của ngày hôm nay dừng lại và xóa đi những ký ức dừng lại mà khi mà Trấn Thành trước khi đi vào nghề này thì cái khoảng thời gian đầu thì không ai biết là Trấn Thành đã từng lâm vào cái cảnh mà gia đình hầu như là phá sản. Vì bố thực ra bố làm ăn hơi bị tin người, nên bố bị lừa gạt một cái số tiền khá là lớn. Và sau khi lừa gạt xong thì mọi chuyện nó trở nên tồi tệ hơn. Và thiếu có một số nợ, hồi xưa tôi cũng nhớ không lầm là thiếu có khoảng chừng 100-200 triệu. Mà hồi xưa năm nào Thành nhớ không? Chắc năm chín mấy, thời năm chín mấy. Cỡ chín, lúc đó mình học lớp mấy nhỉ? Lúc đó học ở lớp 10 thì là bao nhiêu? Cách đây bao nhiêu năm nhỉ? Em là một cái người rất là dở về thời gian. Đó là một cái chuyện cũng chắc ít ai biết đó. Là không bao giờ nhớ thứ ngày tháng năm. Đôi khi những người yêu hay giận mình là tại vì họ hỏi mình là anh với em yêu nhau được bao nhiêu lâu rồi, chẳng bao giờ nhớ. Đôi khi nói thì tưởng là mình vô tâm, nhưng mà không phải, ngay cả lịch diễn ngày mai là gì đôi khi cũng không nhớ. Phải có một cái người quản lý là thường là mai phải làm gì là phải nhắc trước cho em biết. Rồi bầu show cứ hỏi Thành, bữa đó em rảnh không? Bao giờ hỏi em, cứ hỏi bầu quản lý, chẳng bao giờ em nhớ được. Tại vì em cái đầu em chỉ để làm nghệ thuật thôi, em không thể nhớ ngày tháng được. Rồi ngay cả sinh nhật em đôi khi nó trôi qua một cách lặng lẽ, tại vì mình không nhớ luôn ngày hôm đó là sinh nhật của mình. Đúng rồi. Rồi khi mọi người đăng lên Facebook nhớ chúc mừng mình, à quên ha, bữa nay nhà sinh nhật của mình. Đó, nó khủng khiếp vậy đó, anh sẽ không nhớ. Thì anh nhớ là cái năm đó, năm khoảng lớp 10, thì lúc đó bố mẹ làm ăn có vẻ thất bại, hoặc lúc phải bán nhà đi để chi trả. Rồi sau đó một số những cái chuyện linh tinh lặt vặt khác thì số tiền nó được xài dần. Vì cái cơ sở đó là bố mẹ Thành là sản xuất cái ni lông, cái bịch ni lông mà chúng ta uống nước hiện nay, giống như mình to go uống bịch nước mía này, thì có cái bịch ni lông thì đó là ngày xưa bố em sản xuất cái bịch đó. Thì dĩ nhiên là với một cái cơ sở của doanh nghiệp nhỏ được cạnh tranh với tất cả những cái doanh nghiệp mà càng ngày họ càng du nhập, nó trở thành tập đoàn, nó trở thành khu công nghiệp, thì chỉ như một cái doanh nghiệp mà gọi là tư nhân như mình thì không thể tồn tại lâu được. Và thế là bố không làm được việc nữa, và cứ xài cái số tiền bán nhà nó xài dần, thì cái gì nó cũng sẽ vơi. Cho đến khi mà một ngày nào đó gia đình đối diện, nó lên tới lớp 12, gia đình đối diện với một cái chuyện là thôi chết rồi, bây giờ tiền nó gần hết rồi, mà cái nhà chưa mua lại được, không có mua được cái nhà gì đó, mình mua cái nhà nhỏ hơn thì sợ nó mất đi cái số tiền để mình xài. Rồi mình xài tới chừng nào bố hết tiền, mất công việc này tới công việc khác, thế là mọi chuyện đi vào bế tắc. Cho đến khi mà còn có một chút xíu tiền nữa là thôi chết rồi, bây giờ mình cầm cự không được bao lâu nữa. Rồi cuối cùng nguyên gia đình này mình đi về đâu, 5 con người,
hai vợ chồng, ba đứa con. Thì đúng là ông trời không phụ lòng. Tại vì em thấy bố mẹ em sống khá là tốt. Đôi khi mình tự hỏi là ồ sao bố mẹ mình sống tốt vậy? Thấy biết bao nhiêu người sống kỳ cục mà sao thấy họ giàu quá, bố mẹ mình sống tốt sao, sao khổ thế? Mình nói số kỳ đó, sống công bằng. Là tự nhiên ngay lúc đó ông trời ông thương, ông cho Trấn Thành một cái cơ hội đi thi được vào trường sân khấu. Trước tiên là vào trường sân khấu, lúc đó nhà vẫn nghèo. Lúc đó Thành nhớ là Thành còn đúng chiếc xe quay để chạy đi học, mà xe nó nát hết trơn, bể luôn hai cái bửng. Rồi cái đi học trên trường, mà hồi xưa thì đi học chỉ đúng có cái bộ đồ đồng phục của lớp thôi, chứ không có được đồ đạc như giờ. Rồi cái đi học hàng ngày mà chăm chỉ lắm, học hết năm đầu. Ta nói nó chua chát. Nói sao bạn bè mình đi học ai cũng có người có đi phim, vai chính vai phụ, có người vai nhỏ vai lớn, thậm chí quần chúng cũng có người kêu, có người đi diễn tấu hài bữa tối. Riêng ông Trấn Thành ông ở trong trường một cách giống như kiểu lãnh cung, mấy mẹ cung phi già mà cả đời vua không thèm dòm ngó đó. Mình nói tôi chết rồi sao kỳ cuộc đời mình, không ai mời mình làm cái gì đó vậy? Mình nói mình tệ tới mức độ đó sao? Ở trong lớp chuyên gia mình trả bài là trả giỏi nhất. Bài của một cái, lớp đó, cái từ kỳ thi đó 15 bài thi là Trấn Thành đã hết 8, có nghĩa là hơn một nửa cái lượng bài thi của lớp. Thầy cũng khen mình học giỏi, sao kỳ mà không ai dòm ngó gì đó, mình buồn. Nhưng mà ngay đúng cái lúc mà mình bế tắc nhất, gia đình mình kiệt quệ nhất, và cái cuộc thi MC nó nổi lên. Nó là cái nghề này nghề kỳ quá, học bài khó, cực, nói chuyện khô rang, chán. Mà mỗi lần mình coi chương trình văn nghệ, đúng MC là mình tua qua. Mình chẳng hiểu nghề này nó là cái gì cả, ghét lắm, ghét MC lắm. Nhưng bạn bè nó xúi, Thành tao thấy mày lanh miệng mà thi được, không chịu thi. Quất theo không thi là không thi. Rồi cho đến một cái ngày nào đó, đúng là cái nghề nó chọn mình. Cái vòng thi sơ tuyển của chương trình thi MC đó, nó lại mượn cái sân khấu của trường sân khấu làm cái nơi sơ tuyển, nó chết chứ. Đã nằm ngay dưới chân mình đang học lầu trên thì nằm lầu dưới nó tuyển. Nó cứ làm ì đùng dưới. Rồi bạn bè nó nè, khỏi lên đài truyền hình nha, nằm dưới chân mày đó, thi không? Bị khích, tao thí cho mày coi. Rồi thi. Thi lên ông Trấn Thành, ông làm một cái game show, em nhớ năm đó mà Trấn Thành ông làm một game show tái hiện lại game show Chung Sức. Ông làm tới đâu người ta cười tới đó. Thế là ông được vào vòng trong. Ông cứ đi hết vòng này tới vòng khác. Cho đến khi vào được cái vòng thi bán kết 1, là lúc đó khoảng top 60. Ông nói là ông được ghi hình để lên trên truyền hình. Cái ông thấy là à, như chương trình này nó làm một cái gì đó, nó gây cho mình cái sự quan tâm. Nó chứ không phải là một cái chương trình đơn giản, nó không còn là một cuộc thi nữa. Hình như nó là một cái nghề nha. Mình nghiêm túc, mình được lên TV à. Ok, làm cho tốt. Thế là cuối cùng Thành được giải ba. Với sự tiếc nuối của rất là nhiều người năm đó, khán giả đều thích là Trấn Thành giải nhất. Nhưng mà Thành nhớ là Thành có phỏng vấn một cái câu khá là ngông cuồng, nên là mình bị đánh rớt vào giải ba. Nhưng mà thật ra cho đến ngày hôm nay thì Thành cũng không bao giờ hối hận khi mình đã nói một điều ngông cuồng như vậy. Tại vì bất cứ một cái vấn đề nào nó cũng có cái giá phải trả của nó. Năm đó mà đôi khi nói tốt để được giải nhất chưa chắc là thành công được như bây giờ. Phải giải ba để cho mình buồn, mình có cái gì đó để mình suy nghĩ lại, hồi xưa mình sai chỗ nào, để mình nhìn lại để mình biết, để mình phấn đấu hơn, tốt hơn. Chứ không thể nào mà lúc nào mọi chuyện nó cũng trọn vẹn được. Và cuộc đời của Trấn Thành có một điều là cho đến ngày hôm nay Thành cũng luôn luôn cảm thấy điều này đúng. Là không bao giờ Trấn Thành có một cái gì mà nó trọn vẹn. Nó sẽ có rất nhiều, nhưng mà sẽ tới một cái lúc nào đó nó thiếu thiếu một cái gì đó. Và luôn luôn Thành cảm thấy hạnh phúc và đủ với cái điều không trọn vẹn đó. Bởi vì trọn vẹn nó sẽ là không đủ. Khi mình có được trọn vẹn, mình không có sự khát khao, mình không biết thèm, mình không biết trời giá như, mình không biết ước gì. Những cái điều đó nó làm mất chất xúc tác của con người ghê gớm. Nên Thành nghĩ là ngày hôm nay Thành có như ngày hôm nay. Mọi người nghĩ rằng là chắc có nhiều, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái mà Thành không có, thiếu, cũng thèm. Mà cái thèm đó nó tạo nên gia vị của cuộc sống, vậy nó mới hay. Thành kể thấy có vẻ Thành quan tâm và thích cái thời điểm mà Thành thi MC á. Nhưng mà anh thì cảm nhận có một cái sự kiện, một cái giai đoạn mà Thành kể hơi lướt qua, hơi bị tiếc, đó là lúc Thành thi sân khấu điện ảnh. Thì muốn nghe rõ về lúc thời điểm đó. Thực ra cái cuộc thi và trường sân khấu điện ảnh của em á, nó đơn giản lắm. Dù ai là người kêu em thi, em nghĩ em đó, cái đó là cái máu trong nghề, trong lòng mình là
từ nhỏ mình quyết tâm là bắt buộc mình phải làm những đó. Muốn nghe dù tại sao thời lúc nhỏ Thành lại không thích làm bác sĩ, làm kỹ sư hay gì mà tự nhiên lại thích làm nghệ thuật? Từ nhỏ đã coi kịch của mọi người, và thường cái đĩa mà gối đầu giường là cái đĩa Tấm Cám của nghệ sĩ Thành Lộc, hồi xưa nghệ sĩ Mười Xuân Một, cái cuốn đầu tiên thuộc từng câu từng chữ của tất cả nhân vật trong kịch, chứ không phải riêng Vịnh Thành Lộc. Tôi đã bắt chước tốt chưa? Rất tốt. Và chỉ cần mở cái đĩa đó lên rồi ngắt tiếng đi, rồi tôi lồng tiếng cho từng nhân vật cho mình coi. Đó, nguyên một cái đĩa đó. Nhưng mà những cái ưu điểm này, những cái tính cách này thì gia đình Thành có ai biết được là... Tất cả mọi người đều biết. Ai cũng giống như là trong tiệc tùng trong gia đình là đều phải bắt Trấn Thành đứng nói, nó điên, nó khùng gì đó để mọi người cười. Như vậy trước khi Thành quyết định thi vào sâu điện ảnh, tức là Thành nó bắt buộc là mình phải, trong đầu mình là mình phải là nghệ sĩ. Rồi tới lúc thì mình xem gala cười, chị Việt Hương diễn, Trung Dân diễn, thuộc luôn cái tuồng chị Việt Hương, thuộc luôn tuồng hình Trung Dân, mình phải làm diễn viên. Đó. Vừa tốt nghiệp xong là bắt buộc thi cái kịch vô trường sân khấu liền, không cho thi cũng phải thi. Cấp 3 thì học trường nào ta? Không phải, trường học trường Hùng Vương. Hùng Vương. Thì khi em thi vào trong đó, nhớ là em diễn được, em đóng vai Chí Phèo, mà Chí Phèo phiên bản bựa. Vô đóng được Chí Phèo được chừng nói có đâu dừng 2-3 câu. Ban giám khảo là ai Thành? Ban giám khảo năm đó là thầy Văn Thành, thầy đã qua đời rồi. Rồi thầy Huy Thục, hiện nay là cũng là làm trong cán bộ của nhà trường. Và nếu không lầm nữa là còn một thầy nữa, hình như là một thầy dạy hình thể ở trong trường thì phải, không nhớ tên thầy nhiều lắm tại vì Thành không có học thầy. Thì ba người đó vô, tôi nói ba cái ông, mặt ông nào cũng căng hết, sợ. Phóng lên diễn nói chừng 3 câu biểu dừng. Chí Phèo ơi dừng thôi không cần nói nữa. Mình hoang mang, nó thôi chết rồi, sao chỗ nói 3 câu ổng cắt mình luôn, không cho mình diễn nữa. Rồi đi đi. Xong rồi, quá là sao thầy? Được rồi. Đang về quan mang lo, nó thôi chết, ông thầy không nói được. Là đủ rồi đó hả? Là dở là đủ rồi hay là sao? Có nghĩa là vào vòng trong rồi. Khi mình lên mình đọc danh sách, những tên thấy nhiêu đó vòng trong, nói được có 3 câu. Như vậy vòng đầu Thành chỉ là một tiểu phẩm Chí Phèo bựa thầy nói đó hả? Nói đúng 3 câu. Sau cái vòng thứ hai là đóng một cái vai mà nhân vật mà bị ám sát, bị cái người mà mình đối xử xấu rồi quay trở về ám sát mình. Diễn, tao nói diễn cũng được nữa, tôi cũng không được diễn hết. Cái men thầy cũng kêu dừng lại, nhớ năm đó có thầy Đức Hải, thầy Công Ninh chấm. Kêu dừng lại, nó ủa sao thầy? Em chưa diễn xong mà, không cần diễn nữa, đủ. Hỏi vài câu, rồi vô trường luôn. Vậy thôi. Cái nghề, biết tất cả mọi chuyện nó đều có cái duyên. Rồi Thành học ai chủ nhiệm Thành lúc đó? Thầy Công Ninh. Thầy trợ giảng, thầy Hữu Nghĩa. Như vậy là Thành học khóa mấy? Học khóa 10. Xung quanh Thành có những người bạn giờ ai là nổi tiếng cùng Thành giờ không vậy? Cái lớp của Trấn Thành thật sự ra đó là một cái lớp may mắn. Hiếm có lớp nào mà có số lượng người làm nghề đông như vậy. Hiện nay thì có chung lớp với Trấn Thành thì có MC Thảo Nguyên. Cái năm thi MC cùng thì Thảo Nguyên cũng thi chung với Thành, thì Thảo Nguyên cũng được là top 4 và cũng đồng giải 3 luôn. Trấn Thành và Thảo Nguyên là hai người đồng giải 3. Rồi có MC diễn viên Huỳnh Ngân mà hiện giờ tham gia chương trình Thử Thách Người Nổi Tiếng. Có Lê Bê La, nữ diễn viên Lê Bê La, Hà Trí Quang. Rồi diễn viên Nam Thư của sân khấu Nụ Cười Mới. Rất nhiều người theo rất nghề. Rất nhiều người theo được cái nghề này. Nhưng mà như là lên đỉnh chỉ có mình là nhà duy nhất là mình Thành thôi. Cũng là một cái may mắn vô cùng ha. Dạ vâng. Trong suốt thời gian Thành học sân khấu điện ảnh đó, thì trước khi thi MC là Thành học tới năm thứ mấy à? Năm nhất. Học sau năm nhất thì là thắng giải MC và làm tới giờ. Không, mà sau khi Thành đã đoạt giải bên đó xong thì cái việc học hành bên trường sân khấu Thành vẫn tập trung bị không? Bị đuổi. Hả? Đi show quá nhiều. Rồi làm biến cái không đi học, cúp học nhiều ngày. Ở lúc đó đồng tiền nó réo rồi. Rồi sau đó rồi không đóng tiền học luôn. Trời ơi bá đạo. Thầy giám thị lên, Thành ơi sao vậy, con bị cắt khỏi trường, không đóng tiền. Cái lúc đó nó thôi chết chứ mình phải học thêm, hay mình bị trường đuổi rồi. Nhưng mà cứ nói, rồi cứ vậy đó, cũng đi show. Tại vì mọi chuyện nó đến dần. Và em cũng lại không bao giờ hối hận vì mình đã bị đuổi. Ngày xưa nếu mà ở lại trường học hết chưa chắc đã được như giờ. Đúng rồi. Tại vì ra ngoài đời nó là dạy Trấn Thành nhiều cái khác nữa. Mà thực sự ra mà em cũng phải cảm ơn ông tổ nghiệp và cảm ơn ông trời.
cho Trấn Thành một cái khả năng là nó bắt chước với nó học hỏi rất là nhanh. Khi mà cái gì đó mà em thích, em muốn thì em sẽ học được cái điều rồi cực kỳ nhanh. Đó là cái may mắn của một cái khả năng của mỗi con. Đúng, đúng. Khả năng bắt chước của Thành thuộc dạng là có 1 không 2. Và Thành thành công từ một trong những cái năng khiếu đó. Và cũng Thành kể là từ cái năng khiếu đó mà mọi người mới động viên Thành vô thi số điện ảnh chứ, đúng không? Ừ, dạ. Nhưng mà cái thời gian đó là cái sự khó khăn của gia đình có làm anh Thành bị ảnh hưởng trong việc đóng học phí không? À, em là cái người sống luôn luôn là một người nghệ sĩ. Có nghĩa là người sống cho chủ nghĩa cảm xúc. Trấn Thành sẽ không bao giờ làm những chuyện mà Trấn Thành không muốn làm. Tiếp xúc với những người Trấn Thành không muốn nói chuyện. Thực sự có vẻ là nghe có vẻ hơi ngông cuồng. Mà tại sao như vậy Thành nha? Vì Thành cảm thấy là mình không đủ, có quá nhiều cái tình cảm cho nhiều cái chuyện mà mình không nên để tình cảm vào. Vì người ta nói là chất lượng, trong chữ chất lượng nó có chất và có lượng. Chúng ta tập trung vào chất thì chúng ta phải bớt đi cái lượng. Mà chúng ta tập trung vào lượng thì mỗi cái nhận được nó không có nhiều chất. Thành nghĩ vậy, luôn luôn là vậy. Khi mà làm công việc đó mình yêu thích, mình làm sự rất là say mê. Mình làm trong sự đam mê, trong sự tìm tòi và sự khát khao là làm cho bằng được. Nó làm với thái độ chinh phục. Còn chúng ta làm tất cả những chuyện mà là cái gì cũng làm thì nó làm theo kiểu dạo chơi, làm theo kiểu đại trà. Có nghĩa là mình làm một cái công việc gì muốn nó tốt nhất, mình nên tập trung đúng vào cái công việc đó. Và những cái con người mình yêu thương cũng vậy, yêu thương đúng những con người đó để cho bớt lại những cái bao đồng để mình dành cho nhiều cái khác. Thì em luôn là cái người nghệ sĩ, em sống cho cảm xúc của mình. Tại vì đó là mình dùng từ đó là lý tưởng sống. Mỗi một con người sẽ có một lý tưởng sống cho riêng mình. Có những người người ta sống vì nghệ thuật, có những người người ta sống vì đam mê, có những người người ta sống vì thời trang. Thậm chí có những người họ sống vì cái đẹp. Nếu họ không đẹp, họ khó chịu, họ cảm thấy không tự tin khi ra đường. Rồi có nhiều người sống vì sách, vì kiến thức. Nhưng Trấn Thành sẽ sống vì trí tuệ và cảm xúc. Tao khổ mày ghê, tao đang ngủ trên cây. Tự nhiên tao đang ngủ trưa, mày lôi tao đi đâu vậy? Lúc trưa, khi em đang ngủ ở trong rừng dưới gốc cây đa, tự nhiên em thấy nguyên một con chim. Trời ơi, mày thấy một con chim? Biết chim gì không? Chim gì? À, chim cút. Không phải cút, nó bự hơn con cút nhiều. Chim cút, chim bơ. Dạ, tự nhiên cái chim bơ sao nó bay trên trời được? Chứ con gì? Đại bàng. Trời đất ơi, đại bàng mà cái lông có chút béo. Chắc cái lông này là cái lông mũi nó nè. Phải, cái lông mi của nó đó. À, hiểu không? Đó, một con đại bàng nó quắp trên chân nó một cái gì đó. Nói chung là một cái gì đó bị nó quắp trong chân. Em nghi đây là một vụ bắt cóc. Một vụ bắt cóc? Trời đất ơi, kinh thiên động địa. Đúng vậy. Tại sao bây giờ người ta bắt ếch, người ta không bắt, người ta lại bắt con cóc? Nói gì vậy? Nói gì? Mày mới nói một vụ bắt cóc. Trời ơi, ông điên quá ông ơi. Bắt cóc giống như là mẹ mìn bắt cóc con nít, có hiểu không? Chứ đâu phải đi bắt con cóc hay con ếch gì đâu. Mà quan trọng là cái con chim nó cẩu cái con gì. Đó, sau khi em rượt theo nó, em phóng theo nó thì em mới quan sát, em mới nhìn thấy rằng trong bộ móng vuốt của nó phấp phới một cái bông. Một cái bông. Cái bông gì? Một cái bông cài đầu. Đó. Em mới nhìn kỹ hơn nữa đó, thì ra có một cô gái. Đó. Trời đất ơi, con chim nó gấp cái con mắm vậy làm cái gì vậy? Ai mà biết đâu. Nhưng mà bây giờ hãy giữ cho em, đây là bằng chứng, mình sẽ mang nó ra kiện trước triều đình. Trời đất ơi, lần đầu tiên tôi mới nghe thấy một con người kiện con chim bắt con gái. Ôi kỳ vậy. Kỳ lắm. Em lên lần theo vết máu của nó. Bởi vì sao? Lúc đó em có dương cung, em lắp tên, em nã một phát vô cánh nó. Nó rỉu máu xuống đất. Trời ơi, ghê quá. Trời ơi, mày làm chuyện bao đồng không à, con quỷ. Mày ăn rảnh ngồi rồi, phá sao không à? Để anh đi ngủ. Anh quên lời mẹ chúng ta dạy sao? Thấy chuyện bất bình phải ra tay cứu giúp, gặp người hoạn nạn không thể làm ngơ. Mẹ chúng ta dạy thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp, còn mày bất bình mày giúp, tao không có bất bình. 5 năm đó Trấn Thành, năm đầu tiên Trấn Thành nhận làm được một cái tour diễn ở tỉnh cho một cái hãng để làm chương trình giải trí. Thì mỗi một tour đó Thành nhớ là cái lương đầu tiên mà Thành nhận được một show là 1,5 triệu một show. Mà phải đi 10 tỉnh xa lắm. Thì 10 tỉnh là 15 triệu. Sau khi đi hết 10 tỉnh khoảng thời gian cũng cỡ 1 tháng hơn. Thì khi Trấn Thành cầm được cái lương 15 triệu đầu tiên trong đời mà mình kiếm được một số tiền mình không nghĩ là một đứa trẻ như mình kiếm được 15 triệu một tháng trong cái thời điểm đó.
nó nhiều hơn rất là nhiều người tốt nghiệp đại học. Trấn Thành cầm 15 triệu đó, chuyện đầu tiên là làm gì? Thực hiện ước mơ mà từ nhỏ mình muốn có mà không thực hiện được. Ngày trước Trấn Thành đi qua thăm nhà một đứa bạn, thấy nó có 9 chai dầu thơm. Trấn Thành là người sống vì mùi hương luôn, thích mùi hương khủng khiếp. Bảo rằng tại sao cuộc đời bất công thế, trong khi tao thèm một chai chút xíu cũng được, không có mày tới 9 chai dầu thơm xịn. Trấn Thành nguyện là cuộc đời mình phải tìm cách kiếm tiền để mua được chai dầu thơm. Lúc đó nhận 15 triệu, chuyện đầu tiên khi cầm 15 triệu là chạy tới cái tiệm dầu thơm, bán cho tôi chai dầu thơm mắc nhất của tiệm này. Ồ, ghê 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 ghê. Và chai dầu thơm đó, Thành nhớ nó là cái chai Elieu của Chanel. Và Thành mua chai dầu thơm đó với giá cái thời điểm đó là 1,8 triệu. Đúng là mắc hả? Một đứa nhỏ lần đầu tiên kiếm được tiền 15 triệu mà dám bỏ ra 1,8 triệu để mua cho mình, thưởng cho mình một chai dầu thơm, để hoàn thành cái ước mơ là mình phải có một chai dầu thơm xịn. Mà chỉ mua một chai thôi hả? Đúng, một chai đó, và cuối cùng đó là chai dầu thơm giả. Lý do gì sao giả? Được cái dầu thơm Chanel mà ra xịt chừng nửa tiếng nó hết mùi. Thành mua đâu? Buồn. Mua đâu vậy? Một cái tiệm gì đó nó không có tên tuổi. Nó là một cái tiệm mà tập hợp nhiều loại dầu thơm. Thành thử là giờ cũng không nhớ nó đâu, tại vì nó đi đâu rồi. Thì đó là cũng may là chỉ mua một chai đúng không Thành? Mua một chai. Nếu lấy 15 triệu mà mua hết 9 chai như bạn của Thành á, bây giờ chắc ngồi tức hơn nữa phải không? Chắc là kiếm nó đi lấy ra 19 chai để xịt cho nó hết. Ở đời luôn luôn nó có những cái câu chuyện như vậy, và luôn luôn nó Thành cảm thấy luôn luôn là đủ. Thành 15 triệu đó Thành làm với tư cách gì? Là đạo diễn hay là nào? MC. MC. Như vậy với Thành là học sân khấu điện ảnh chỉ có một năm thứ nhất thôi. Rồi sau đó toàn bộ sự nghiệp của Thành là gắn với lại thời điểm mà đăng quang MC giải ba. Và hoạt động toàn bộ công việc của làm MC suốt luôn thôi đó. Như vậy là về mặt nói chung là chữ nghĩa hay trường lớp, học đúc một năm trong trường thôi đúng không? Tất cả là đời dạy cho Thành nhiều hơn. Nhiều khi cũng là cái hay đúng không? Có một Trấn Thành như ngày hôm nay là do có một đứa học trò bị đuổi học, nhưng nó đủ rảnh và đủ siêng để hàng đêm nó theo anh Hữu Nghĩa đến một cái sân khấu kịch gọi là sân khấu kịch Sài Gòn. Nó cứ ngồi ở dưới xem tất cả các vở diễn vào tất cả các ngày trong tuần, và nó xem một cách say sưa, một cách mê mẩn, xem tất cả các loại vai. Rồi nó ngồi nó xem tới những cái tuồng mà nó có thể trả được, nó có thể phóng lên đóng bất cứ một cái vai nào của bất kỳ một diễn viên nào nếu bận ở bất cứ lúc nào, đến mức độ đó. Nhưng nó vẫn ngồi dưới, nó vẫn thích cái điều đó, nó vẫn ngồi xem để nó học. Lúc đó bị lớp đuổi học rồi. Của Trấn Thành đó. Thành đã bị đuổi rồi đúng không? Là đuổi rồi thì mới đủ rảnh để ngồi thằng đêm mà xem lớp học của Trấn Thành ở đó. Và Hữu Nghĩa hay là mọi người không nhận ra được những cái ưu điểm của Thành đó hả? Nhận ra được chứ, anh Nghĩa nhận ra được thì anh mới cho Thành theo anh để diễn phụ diễn. Nhưng mà tại vì lúc đó trong thời điểm đó thì anh Nghĩa là trong nhóm mình có những thành viên rồi, thì lúc đó Thành đâu có vai đâu, thì phải mãi một thời gian sau khi tập tuồng mới thì Thành mới được vai mới đi diễn đấu hài với ảnh. Hồi xưa lương có 50.000 một suất diễn thôi, hồi xưa nghệ sĩ khổ lắm chứ không phải như bây giờ. Thành như vậy thời gian đầu Thành tham gia nhóm Hữu Nghĩa đó cũng rất là nhạt nhòa phải không? Cũng không nhạt nhòa đâu. Ngày xưa khi tham gia nhóm của thầy Hữu Nghĩa thì Thành cũng là một trong những nhân tố mà gây cười đấy. Thành nhớ đến khi nào với một cái vai nào trong một tiểu phẩm cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà Thành được khán giả đón nhận rất là bất ngờ. Thật ra lúc đó khi mà diễn với anh Hữu Nghĩa, Trấn Thành có một cái nhóm hài được đi với anh Hữu Nghĩa thì dưới định dạng là thành viên của nhóm Hữu Nghĩa. Đúng rồi, nhóm hài Hữu Nghĩa. Rồi sau đó có một thời gian anh Mỹ anh đi lưu diễn khá là xa, và anh đi khoảng gần 2 tháng. Thì lúc đó Trấn Thành nó thôi chết rồi, tôi lại bế tắc. Tôi lại hết sở hụi rồi, bây giờ ảnh đi rồi lương đâu rồi. Khi lúc mà chưa, lúc đó là vừa đầu MC xong, người ta nói thôi bây giờ lỡ mà show MC mà nó không có đắt thì không có lương xài, thôi bây giờ làm sao nhỉ. Mà mình lại mê hài như vậy, lúc đó đúng là trời xuôi đất khiến. Nếu anh Nghĩa không đi, nhiều khi mình cũng không đủ quyết tâm như vậy. Anh Nghĩa đi lưu diễn chừng 2 tháng mình nói nhà nó, mình phải lập nhóm hài thôi, mình phải làm cái chuyện của mình muốn. Lúc đó cùng với anh Đức và một cô bạn nữa có học chung lớp, thì anh Đức cảm thấy là rất là hợp Thành. Hai đứa chơi với nhau từ lớp 7 đến giờ, lập nha. Thì lúc đó mới bắt đầu xin vô các cái quán bar đầu tiên để diễn. Thì lúc đó mình đâu có uy tín đâu, khi đi diễn chung thì mà là thành viên nhóm chứ cũng đâu có được xin cái là được diễn liền.
Thì may mắn có một cái phòng trà ngày xưa, bây giờ nó đã đóng cửa rồi, nó là phòng trà Yesterday ở đường Nguyễn Thông. Thì cái anh chủ quán anh đáng yêu lắm, anh là cái người yêu động vật và anh rất là kind, anh rất là tử tế. Anh thấy được mình có cái chất hài hước, anh nói thôi ok, anh cho em diễn thử nha. Thì lúc đó mình nói trong lòng, khi diễn thử đây chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất để được chứng minh cho thế giới thấy cái nhóm hài trẻ, hai cái thằng mà không có tên tuổi này, nó làm được hay là không. Sau cái lần này dở là đi luôn, mà giỏi sẽ được diễn. Mà diễn thì mấy cái chỗ khác người ta mới biết mình, ta mới mời. Lần duy nhất trong đời, đây là cơ hội đặc biệt, phải làm cho bằng được. Thì Thành nhớ là cái tiểu phẩm đầu tiên mà Trấn Thành tự viết, tự dàn dựng, đó là cái cây cầu dừa. Em phóng lên em diễn, khán giả cười nát rạp. Rồi cái ông chủ, ông nói là cho Trấn Thành diễn trường kỳ ở đây, vui. Rồi từ đó xin dần được các cái quán bar hay cái tụ điểm lân cận. Và cái thời điểm hoàng kim ngay cái thời bây giờ, một mình Trấn Thành một đêm chạy 7 tụ điểm, diễn 10 phút, chạy 10 phút. Một đêm từ 8 giờ rưỡi đến 10 giờ rưỡi thôi, chạy được 7 điểm. Như vậy cây cầu dừa là tiểu phẩm đầu tiên mà Thành viết. Hàng xóm với cây cầu dừa, hai cái tiểu phẩm đó. Phải ra hai cái cùng một lúc để thay đổi. Nhưng mà Thành với Đức tập nhiều không? Siêng năng, lúc còn trẻ siêng năng lắm, lúc nào cũng tập. Mà cái hài của Trấn Thành lúc đó là siêng tới mức độ là tập phải nói đúng từng câu, từng chữ, dừng đúng cái quãng, nó không được dư ra một chữ nào. Nên cái hài nó chắc, đi tới đâu là nó chắc tới đó. Và Trấn Thành đã từng cảm thấy là, Trấn Thành làm khán giả, đã từng có cái cảm giác là khán giả cười từ phút mình bước lên sân khấu, đến khi mình bước vô sân khấu vẫn còn cười, mà cười một cách liên tục. Mà đã từng diễn tới mức độ khán giả nói là trời ơi đừng có nói nữa, đau bụng quá, có một cái người thốt ngồi dưới mà thốt lên như vậy. Đã từng có cái cảm giác đó rồi. Và ngay cả một Trấn Thành hiện nay thành công như ngày hôm nay vẫn chưa làm lại được cái điều mà mình đã làm lúc trẻ. Chứng minh rằng là mọi thứ nó cũng sẽ bão hòa dần theo thời gian. Ngay cả cảm xúc của chính bản thân mình và cái độ điên của diễn viên. Tại vì hồi xưa một Trấn Thành không có gì, chỉ muốn làm tất cả mọi chuyện để được chứng minh, để cho thế giới biết được nó là ai. Thì cái lúc đó nó làm một say mê lắm. Nó sẽ làm với một thái độ là không còn gì để mất, làm như là xuất diễn đầu tiên, xuất diễn cuối cùng, diễn bằng như thế. Còn bây giờ thì dĩ nhiên là cũng có một cái gì đó ổn định, thì sẽ chuyển sang một cái năng lượng khác. Dĩ nhiên có thể là không có cười ồ ạt như hồi xưa, nhưng mà hồi xưa nó có cái dở và nó có cái hay. Là có nghĩa là diễn rất là ồn ào, rất là náo nhiệt và cười từ đầu tới đuôi, nhưng mà mình xem lại thấy nó hơi rất là lố. Còn bây giờ thì mình điều tiết lại, diễn sang trọng hơn, để cái miếng hài nó sâu hơn, nghe người ta nghe thấy nó trí tuệ hơn, nhưng mà nó sẽ là một cái điều khác. Là nó không có cười rần rần từ đầu tới đuôi, nhưng sẽ cười theo một cái cách khác, là cười và cảm thấy thích thú, vỗ tay và đi quý về cũng nhớ là cái miếng hài đó nó hay gì, cũng có thể cười được nữa. Thì mình sẽ chuyển dạng sang một cái lượng, một cái dạng năng lượng khác. Ngày xưa có thể dùng cái cây súng tiểu liên bắn tỉa, thì bây giờ không chỉ bắn tỉa nữa, có thể không có ồn ào, nhưng rút từng trái mìn, quăng chỗ này một miếng, quăng chỗ kia một miếng. Cái tiểu phẩm đó là anh Đức đang học sân khấu điện ảnh đúng không ta? Đức học coi như tốt nghiệp hẳn hoi luôn không Thành? Đức thì hình như tốt nghiệp hẳn hoi đấy. Và Thành Đức là hai người biết nhau từ lớp 7 luôn à? Vâng ạ. Và Đức thì học khóa sau Thành là cùng khóa? Sau một năm. Năm đầu Đức thi vào trường công an. Đúng với là cái kiểu truyền thống của gia đình, bố mẹ Đức đều là công an. Sau một năm đầu tự nhiên học thấy làm như không hợp, Trấn Thành mới nói với anh Đức rằng mày tin tao đi, mày phải làm nghệ thuật. Thế là lôi kéo. Năm đó anh Trấn Thành bày biện tập tuồng cho anh Đức để anh Đức thi vào trường. Cuối cùng chúng ta có một diễn viên anh Đức như ngày hôm nay. Đó, chính Thành là người lôi Đức ha? Lôi Đức từ cái ngành công an về cái ngành nghệ thuật. Thành thử ra là mấy anh công an của tôi, nếu mà cũng mất đi một đồng nghiệp thôi cũng bỏ qua cho em, bởi vì em đền lại cho mấy anh một nghệ sĩ duyên dáng dễ thương. Thành mới vừa kể hai bước ngoặt quan trọng của Thành, đó là thi MC và có một nhóm hài cùng với anh Đức. Nhưng mà thấy cách Thành kể có vẻ như là Thành đang vẫn thích làm MC trước khi thành lập nhóm hài. Nhưng mà khi có nhóm hài xong á
thì có vẻ xong Thành đang tập trung cho nhóm hài hơn làm MC. Thật sự ra nó lại là điều ngược lại. Cho đến khi Trấn Thành đã làm MC rồi, thi đậu giải đó rồi vẫn không thích làm MC. Thành ngộ nha. Lúc vô sân khấu điện ảnh đó, thì đang coi như là thấy MC nó cũng mơ mơ hồ hồ không thích. Khi nó tuyển ngay trường có nghĩa là thích để ngay cái thời điểm đó là biết nó là một cái điều gì đó quan trọng để thi cho có giải thưởng, để cho nó có được làm thì phải làm cho tới. Vậy thôi. Sau khi nhận được cái giải thưởng rồi thấy vẫn bình thường, đi làm vẫn bình thường, chẳng thích công việc MC, thậm chí thấy nó chán, nó mệt, đến sớm nhất về trễ nhất, đụng chuyện gì mình cũng là cái người gánh cái trách nhiệm trơn, đâu có ai biết bên trong cái ông biên tập cũng chuẩn bị sai cho mình đâu. Ví dụ vậy, chỉ thích gì diễn hài thôi, sự lập được nhóm hài thích lắm. Như vậy cái việc Thành đoạt giải xong cũng đi làm show một thời gian, nhưng mà như Thành đã cảm nhận rằng nó không tạo cho người ta được tiếng cười và Thành cũng không thấy vui. Mình biết nó là kiếm tiền để mình sống. Cho đến khi Trấn Thành tìm được chữ ký và chìa khóa của mình trong công việc dẫn chương trình đó, thì bắt đầu cái bước sau này từ ngày sau thì bắt đầu Trấn Thành mới hiểu được, à tôi bắt đầu thích dần công việc này. Và nó cảm thấy nó hay quá, nó không những mang đến cuộc đời này cho tôi một Trấn Thành mới, một con người mới, mà nó còn thay đổi luôn cả tư duy, cách suy nghĩ của mình, mọi thứ nó đều thay đổi dần. Mình sẽ đề cập đến vấn đề làm MC của Thành trong giai đoạn sau. Vì trở lại chỗ là rõ ràng khi Thành đang không cảm nhận rằng MC nó tạo thành niềm vui, và Thành đã biến tất cả những cái thời gian rảnh của Thành là ngồi ở rạp Sài Gòn để mà xem các anh chị diễn. Và vô tình nó cho Thành được một cái thấy rằng là lập ra nhóm hài, rồi lại với cái phòng The Yesterday thì Thành lại có một cái tiểu phẩm và gây tiếng vang. Và nhiều show sau đó là nó cuốn Thành theo là một cái nhóm hài đúng nghĩa là chuyên nghiệp luôn, còn gì nữa. Rất chuyên nghiệp, dù rằng Thành không hề học tới hết, coi như là kết thúc của một cái tốt nghiệp của cái trường đó, mà thành một cái nhóm hài có những diễn viên như vậy rất là chuyên nghiệp. Như vậy thì cái việc mà làm tấu hài như vậy đến bao lâu thì làm cho Thành thấy chán và Thành đang muốn nhà vô kịch dài hoặc là trở lại nghề MC không? Nói chung là cái công việc tấu hài nó sẽ đến một cái giai đoạn nào đó để khi mình làm mức độ là đó, cứ sáng sớm ví dụ như ngày lễ là còn diễn ở Suối Tiên thì nó Đầm Sen, rồi buổi chiều cứ chạy bảy suất như thế, có một ngày rồi nó mình nói trời đất ơi mình có nhiêu đó tuồng diễn đi diễn lại hoài, bắt đầu nó chán dần rồi. Thì lúc đó dĩ nhiên cũng thích sân khấu để mà muốn vào sân khấu để diễn kịch dài cho nó hạnh phúc. Tại sao? Là tại vì cái cảm giác khi mình được vào nhân vật á, nó có điểm bám, diễn nó thích hơn. Và Trấn Thành lúc đầu là cộng tác với sân khấu kịch Sài Gòn vài vở, rồi sau đó có một thời gian qua sân khấu kịch Hồng Vân cũng được vài vở. Tất cả những điều đó đều bị gián đoạn bởi công việc MC. Và cũng không ấn tượng gì trong những cái vai mà Thành cộng tác với hai sân khấu? Rất ấn tượng chứ không phải là không. Ấn tượng không? Ngay cả khi mà Trấn Thành làm việc ở sân khấu kịch Hồng Vân, ngày xưa Thành nhớ là có cái vở rất là lớn tên là Giếng Lạ. Giếng Lạ là trước rồi, Ngựa Người là sau. Ngựa Người sau, Ngựa Người là một cái vở mà được diễn bằng tiếng Anh. Là chị Hồng Vân thể nghiệm cái loại kịch bằng tiếng Anh lần đầu tiên. Thì nó cũng là một cái khó khăn, nhưng ít ra nó gây được tiếng vang, nó gây được cái sự chú ý. Và quan trọng hơn hết là Thành cái nói vở, cái vở Giếng Lạ diễn có 7 suất đầu và 7 mùng của cái mùa Tết thôi, nhưng mà khán giả rất là thích. Sau đó về sân khấu diễn và khán giả đi mua và rất là vui khi mình được ngồi dưới cái hàng ghế, mình nghe mấy anh chị soát vé, anh nói là Thành ơi bữa nay em có diễn không Thành? Cái nói là làm sao ạ? Mày diễn tao thích coi, tại vì khán giả hỏi mày quá trời. Cái nói ồ vậy hả chị? Tới mình về mình rất là vui. Nếu một khán giả khen Thành, Thành không vui bằng anh chị soát vé khen. Vì sao? Vì họ làm cái công việc soát vé hàng ngày nên họ phải ngồi họ xem cái vở diễn hàng ngày. Mà khi họ xem hàng ngày thì họ sẽ phải chán. Mà khi họ còn nói được với mình là câu là tao xem mày bao nhiêu lần tao vẫn thích coi mày diễn, họ không chán. Có nghĩa là mình cảm thấy mình làm một cái gì đó cũng ít ra được khán giả hỏi là bữa nay có Trấn Thành diễn không, mình bắt đầu mình nghĩ là ồ ít ra mình còn được gọi là tên bán vé rồi đấy. Nhưng bắt đầu mình thích. Dĩ nhiên là lúc đó Trấn Thành công việc MC nó quá nhiều. Và dĩ nhiên cái tiền thì nó cao hơn rất là nhiều. Thì đã là còn trẻ thì dĩ nhiên phải đi kiếm tiền để lo cho cuộc sống của mình. Thì không đảm bảo được lịch cho nhà hát nên mọi chuyện đều gián đoạn. Nhưng là xong rồi một thời gian Thành nghĩ là như thế này, mình cứ làm những công việc nào mà mình cảm thấy nó hợp lý
Mình đã đúng với công sức của mình trước. Rồi sau đó mình lấy cái ngắn nuôi cái dài. Có nghĩa là Trấn Thành bây giờ là Trấn Thành đang tích góp nè. Rồi sau khi tích góp xong, mai mốt Trấn Thành khi đủ rồi cảm thấy là mình đủ rồi, không cần phải chạy theo đồng tiền nữa, lúc đó Trấn Thành sẽ làm những việc mà mình muốn, và làm cái điều đó nửa quãng đời còn lại của mình cho nó thú vị. Thành thử ra bây giờ đúng nghĩa là đang lấy ngắn nuôi dài đây. Nghe Thành kể, cảm nhận hai cái nghề MC và diễn viên nó cứ chạy như thế này nè, trên đường đua của Thành. Khi cái này nó lôi Thành đi, khi cái này nó kéo Thành xuống. Nhưng mà rõ ràng hai cái này nó giống như ngày đó là lấy ngắn nuôi dài. Có khi nó vinh quang cái này, có khi nó hơi bị trùa xuống cái kia. Nhưng mà nó là một cái cuộc lúc nào cũng kéo Thành giằng co. Đúng. Nghĩ trong hậu cung của một ông vua có hai con vợ. Ừ. Nó sẽ cực kỳ thú vị nếu con này hại con kia. Ừ. Con này cản trở bước đường tiến tới của con kia. Nó vui hơn nhiều nếu hai con vợ đều hòa thuận. Anh thấy ra khi mình làm MC mình phải biết hy sinh đi mảng kịch. Rồi mình làm mảng kịch mình sẽ hy sinh mảng MC. Thì hai cái nó liên tục nó làm này, nó làm nó sẽ thay phiên nhau ngự trị trong mình. Và dĩ nhiên cả khi mình tạo ra sự xung đột với nó cũng sẽ là chất xúc tác để mình làm việc tốt hơn. Đó là cái điều thú vị nhất. Có nhiều giai đoạn thì trong thời cảm là chỉ thích diễn kịch thôi, thích đi quay hài, vui, quay phim vui, thích. Khi bắt đầu thấy chán chán công việc MC. Rồi khi truyền hình thực tế nó đổ xô vào, Trấn Thành được mặc sức tung hoành, được đùa giỡn với trí tuệ của mình. Được lấy trí tuệ ra để làm những chương trình thực tế. Tại thực tế làm gì có kịch bản. Mọi thứ đều xảy ra theo hướng mà nó không được biết trước. Thì Trấn Thành mới dùng cái trí tuệ của mình để khống chế tình hình lúc đó. Nó là cả một cái sự chinh phục rất lớn. Thì mình lại có cảm hứng lại với MC. Mình thấy là ô, đây mới là MC nè. Chứ từ xưa giờ mình làm những cái chán quá, đấy mới là MC nè. MC là phải điều khiển cái chương trình đúng nghĩa của nó, chứ không thể nào mà lên nói xong rồi đi vào. Phải vui, phải hay, phải cho người ta thấy được trí tuệ của người MC. Mình phải điều khiển được nó, mình phải khống chế được cái chương trình của mình, bắt người ta hiểu theo cái hướng mà mình muốn người ta hiểu, xử lý tình huống. Tất cả những chuyện đó nó mới được gọi là một MC. Thành thử ra Thành cảm thấy bắt đầu bây giờ mình lại thích MC. Đấy. Rồi sau khi thích MC xong, mình diễn được một phim như Trùm Cỏ, mình cảm thấy sao cái nó hiệu ứng tốt. Mê điện ảnh. Lại mê điện ảnh. Lại muốn trở lại đi diễn. Rồi khi mình tham gia Ơn Rời Cậu Đi Rồi, diễn được những cái vở hay, khán giả feedback cực kỳ tốt. Ngay cả như là cái clip vừa rồi của Trấn Thành với là Angela Phương Trinh, mới vừa đăng lên chưa đầy 3 ngày, hơn 500.000 view trên YouTube. Ảnh diễn, lại thích diễn. Con nhớ mẹ quá. Con nhớ mẹ quá. Ôi, sao hôm nay con trai của mẹ, sao hôm nay con mặc đồ dễ thương quá vậy? Vì con đợi mẹ đó. Đợi mẹ làm gì vậy? Mà mỗi lần mẹ đi diễn về đêm con đợi mẹ mà. Tại vì có mẹ con mới ngủ được. Trời ơi, thương quá à. Dạ, cô dạy con là mẹ mình đi làm, mình không được quấy rầy mẹ, không được làm phiền mẹ. Phải đợi đến khi nào hai con mắt nó lòi ra mẹ mình về thì mới được. Đúng rồi. Rồi con mắt nó lòi ra chưa con? Không có đâu con mắt con. Lời như vậy nè. Thấy chưa? Đâu, đây là kiến siêu nhân. À mà Spider-Man. Mẹ ơi, bữa nay mẹ diễn vui không? Vui lắm, con không thấy mẹ trên truyền hình hả? Con thấy mẹ trên truyền hình show Ơn Rời Cậu Đây Rồi luôn. Mẹ gặp trưởng phòng Trấn Thành luôn đúng không? Mà bữa nay mẹ diễn cái gì vậy? Mẹ kể con nghe đi. Bạn con nói á là mẹ hát hay lắm luôn á. Mẹ hát cho con nghe thử đi. Con muốn mẹ hát bài gì nè? Con buồn ngủ rồi. Ok, để bây giờ mẹ con hát ngủ nha. Con ngủ đi. Con muốn ngủ. Con nghe bài Dí Dầu Âu Ơ hồi trưa mẹ vô con ngủ. Con sẽ ngủ thôi. Mẹ vô con ngủ nha. Âu Ơ Dí Dầu Cầu Giang Đông Đinh.
nói chung mọi cái nó đều đấu tranh, nó cứ hai cái nó cứ đánh nhau, và nó là một cái chất xúc tác cực kỳ đẹp trong con người của mình. Theo từng mô hình giải trí của Việt Nam trong từng giai đoạn, có thời gian là sân khấu hài và các nhóm hài cực thịnh, thì Thành lại mê vô cùng cái diễn hài đó. MC thấy hơi chán, giống như đơn điệu độc rồi trả bài đi vô. Đúng rồi. Rồi mãi đến khi là các sân khấu kịch có khán giả đông, Thành lại muốn làm muốn diễn kịch có tính cách tâm lý số phận dài hơi. Đến khi truyền hình thực tế nó bùng nổ thì MC cho mình lại thấy rằng một cảm giác hoàn toàn khác. Mê làm MC, Thành nói rằng là cảm thấy hơi chán diễn hài, đúng không? Sau đó bỏ một số các show hài truyền hình thấy rất là bình thường. Làm thời gian xong Thành kể tới điện ảnh là nó kéo. Rồi tới YouTube, Google, rõ ràng là những cảm xúc của Thành nó cũng thay đổi theo từng đặc thù của các loại hình giải trí ở Việt Nam. Mà bây giờ ví dụ như đến cái Ơn Giời Cầu Đi Rồi, nó là một cái hình thức mới hơn nữa, là vừa diễn mà vừa thực tế nữa. Không biết trước cái gì hết. Nó thách thức cái trí tuệ người diễn viên khủng khiếp. Và đêm đó cũng sẽ là một đêm tranh tài của các ngôi sao với nhau. Sẽ có một Hoài Linh, sẽ có một Trấn Thành, có một Việt Hương, một Trường Giang, một Chí Tài, một Tử Long, một Xuân Bắc. Thế đó là một cái đại hội danh hài. Mình sẽ cạnh tranh một cách cực kỳ lành mạnh. Và nó thúc đẩy cái sự, cái máu nghề trong mình lên. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như phòng chị Việt Hương và Trường Giang cười rần rần, cái phòng Trấn Thành quỷ ngắt, không vui. Khán giả giận, rồi cái ông này lục nghề, dở ẹt, hết hết ông luôn. Sợ chứ, phải sợ. Mình sợ mình cũ, mình sợ mình bị lỗi thời. Mình sợ mình bị hết duyên dáng. Bằng mọi cách mình phải tìm cách để mình vận động, mình phấn đấu. Và tự nhiên cái điều đó nó tạo ra một cái loại chất xúc tác. Nó là một cái nguồn năng lượng ngầm để nó bơm vào trong cái người ông Trấn Thành là mình phải làm việc nhiều hơn nữa. Thế là mình làm việc hăng hái hơn rất là nhiều. Thực ra cảm giác mà diễn hài trường thực tế, Thành đã từng tham gia, anh còn nhớ rằng là thời Tài Tứ Tuyệt những mùa đầu tiên đó, có một cái tiết mục là Sao Màn Nhung. Anh đã nhớ đó không? Cũng là một dạng không có kịch bản, và Thành tung hứng với lại các diễn viên theo một cái tình huống đặt trước. Thì so với Ơn Giời sau này, thì anh kể chắc là nó có sự cạnh tranh với các trưởng phòng làm mình hấp dẫn hơn, phải không? Giữa luôn giống... luôn trong cái gì cũng vậy. Kinh doanh hay là trong bất cứ cái nghệ thuật nào hay là một cái lĩnh vực nào, sự cạnh tranh luôn luôn gây ra, luôn 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 tạo ra thành tích. Cạnh tranh tức thời. Hai cái nghề cùng nằm trong một con người mà nó cùng cạnh tranh lẫn nhau thì làm sao có cái chuyện mà người với người không cạnh tranh. Như vậy hai giới tính khi nào cạnh tranh trong một con người gần Trấn Thành không? Cái chuyện đó là cái chuyện mọi người phải tìm hiểu. Có nhiều người sẽ nghi ngờ này nọ, rồi giới tính rồi đồn thổi thế này nọ. Tôi nói trời ơi, nghệ sĩ chúng tôi được sinh ra để quý vị bàn mà. Thì quý vị tìm hiểu đi. Quý vị có quyền muốn biết, mà tôi có quyền không cho quý vị biết. Bởi vì quý vị biết cái chuyện nó hết vui. Hết tuột, xong tuột. Thì quý vị cứ tìm hiểu nó sẽ vui hơn rất nhiều. Cũng như anh ngày hôm nay, anh cũng là người tò mò, anh khám phá được, tôi tặng anh một món quà. Đó là món quà được khám phá ra cái mình muốn biết. Rất hợp lý đúng không ạ? Đây là một câu nói để mà mọi người cứ tiếp tục tò mò và thắc mắc. Nghệ sĩ luôn là thế. Nhưng mà đáp số thì không bao giờ có. Không phải, cũng sẽ có hay là không đó. Là tại vì đáp án có hay không là do mọi người có hiểu là chúng ta có được đáp án đó hay không. Mình muốn tìm hiểu một vấn đề, cho đến khi mình hiểu theo cách của mình thì mình đã có đáp án rồi. Thành thử ra là bất cứ vấn đề nào cũng vậy, khi mình trong cuộc sống mình cảm thấy mình muốn hiểu theo cái cách của mình thì chúng ta đã có được một cái gọi là solution, một cái phương án cho chính bản thân mình. Và sự việc không có cái nào là đúng, cũng chẳng có cái nào là sai. Đúng hay sai phụ thuộc vào cách nhìn nhận và cách tiếp nhận, cách mà người ta chấp nhận cái vấn đề đó. Nói về điện ảnh, Thành mới nhắc đến cái bộ phim Trùm Cỏ Thành mới vừa tham gia, đúng không? Thì đây là một trong những cái loại hình mà Thành đang háo hức sau khi làm một cái sản phẩm vừa rồi. Và đang thích được chứng tỏ, dù rằng trước đây Thành đã từng tham gia nhiều dự án điện ảnh. Anh còn nhớ cái bộ phim đầu tiên Thành tham gia là như Em Hiền Như Ma Sơ thì phải, đúng không? Rồi sau đó các bộ phim như là Hai Lúa, rồi Gia Sư Nữ Quái, vân vân, một dọc các phim điện ảnh đó. Nhưng mà Thành có cảm nhận rằng hình như là mình có duyên với điện ảnh so với sân khấu hay MC hay không? Không. Trấn Thành cũng đã từng nói trên báo chí, tôi cực kỳ không có duyên với điện ảnh, tại vì đóng phim nào tôi thấy cũng tệ hết.
Tại sao? Lý giải vì sao cái sự tệ? Vì mình không dám coi là cái phim của mình đóng nổi da gà, thấy ghê. Mà cụ thể là tại sao? Bản thân mình thấy cái người đạo diễn khi mà họ đưa ra cái sản phẩm cuối cùng khi họ dựng xong, nó không có giống với cái mình tưởng tượng trong đầu. Nó không có giống với cái kịch bản mà mình nhận được. Rồi cái thứ hai, lỗi cũng do mình, diễn dở, không tiết chế trong những cái lúc đầu. Thì phải qua những cái điều dở đó, với những cái dở đó, cái dở do mình gây ra và cái dở do người khác gây ra cho mình, nhiều cái đó cộng lại đi, để nó làm một cái điều gì đó cho mình cảm thấy là tôi phải làm cho bằng được, tại vì tôi chưa làm được cái này, để chúng ta phải làm nhiều cái khác hơn. Và trong tương lai, điện ảnh và âm nhạc là hai cái Trấn Thành đang chinh phục. Trấn Thành đã nói với khán giả rồi, tôi luôn luôn xây dựng một hình ảnh nghệ sĩ đa năng. Và đó không phải là vì vấn đề là tôi tham lam đâu, mà vì tôi quá tham lam. Tôi rất là thích, mọi cái tôi đều có. Tôi là cái nhân vật được sống theo chủ nghĩa thích sưu tập. Giày tôi có vài trăm đôi, dầu thơm tôi có vài trăm chai. Đó là hai cái sưu tập lớn nhất trong đời của Trấn Thành. Thích là phải sưu tập, thích cái gì là phải sưu tập. Thì nghệ thuật nó cũng là một trong những cái mà mình thích, mình phải sưu tập. Làm MC được rồi, làm diễn hài được rồi, đóng phim rồi. Bây giờ phim nó chưa có hay nhất, mình phải chinh phục nó để mình làm một diễn viên điện ảnh kỳ cựu, xuất sắc. Âm nhạc mê từ nhỏ, nhưng trời sinh cái giọng mình phải đi làm MC, mình phải diễn hài, nó gào, nó thét, nó không có cái cơ hội đi được dưỡng để được có một cái chất giọng mà khỏe khoắn được như người ta. Tại vì bản thân người về nói luôn luôn nó cũng có cái gì nó rè rè, tại vì mình xài cái họng mình nhiều quá. Mình là vận động viên đua thanh quản, chúng ta mượn vay mượn nó nhiều quá, nên tìm cách đi học thanh nhạc, học hành rồi luyện tập hơi hám để khi mà mình hát mình cảm thấy ổn. Và Trấn Thành không bao giờ lớn sân, lớn sân là nhào vô một cái rút ra làm tới nơi tới chốn. Còn Trấn Thành đã tham gia cái nào cảm thấy được và ít nhất phải là trên trung bình và phải là khá giỏi của cái môn đó thì em mới bắt đầu chính thức dám làm cái môn đó. Và luôn luôn chinh phục những cái điều đó với cái thái độ cực kỳ nghiêm túc, để khi mình bước sang một lĩnh vực mới, người ta sẽ không có nhìn thấy hình ảnh của mình ở những lĩnh vực mà mình đang thành công, mà người ta phải chấp nhận mình với định dạng của cái lĩnh vực đó. Đó là lý do vì sao Trấn Thành sẽ nghiêm túc với mọi chuyện mình làm. Thành có nghĩ rằng là một trong những nguyên nhân làm cho Thành không thành công bên điện ảnh, mình dùng từ là chưa có duyên đó. Nếu mà phân tích một cách cụ thể thì có thể ví dụ như là cái sự hoạt ngôn của Thành đó, giúp Thành rất là ghi điểm trong các tiểu phẩm hài, kể cả bên làm MC dẫn truyền hình. Nhưng mà bên điện ảnh thì đặc thù của nó là diễn. Không phải, anh nghĩ cũng không phải gì. Vấn đề chỉ tại mình dở thôi. Trong điện ảnh nó có rất là nhiều cái cách để diễn. Có những cái bộ phim mà cái nhân vật điện ảnh nó nói khủng khiếp, thì cái nhân vật đó là cái nhân vật phải nói. Bây giờ chúng ta xem lại ngay cái bộ phim Spy, là cái bộ phim Quý Bà Điệp Viên, thì cái cô cảnh sát trưởng cũng vẫn rất là điềm tĩnh, nhưng mà cũng nói với một tốc độ khủng khiếp, và cũng nói nhanh, cũng nói liên tục, cũng nói không ngừng không nghỉ. Và ngay cả cái cô mập mập trong bộ phim đó cũng nói rất là nhiều, nói cực kỳ nhiều. Và ngay cả cái cô bạn thân của cổ cũng là diễn viên hài, và cổ cũng nói rất là nhiều. Như vậy thì nó có đẻ ra nhiều loại hình nghệ thuật. Nhưng vấn đề là vì Trấn Thành lúc đó chưa đủ tinh tế để nói cách nào cho hay nhất, cho đời nhất, kèm theo cái sự dàn dựng của đạo diễn chưa tinh tế để làm cho cái điều đó nó trở nên ổn. Tại vì khi Trấn Thành tưởng tượng cái điều đó trong đầu, Thành luôn luôn nghĩ tới cái bộ phim Mỹ. Tại vì Thành là cái người tiếp nhận văn hóa phương Tây cũng khá là nhiều. Mình nghĩ trong đầu mình nó là như vậy, mình diễn theo kiểu Mỹ. Rồi sau khi về họ dựng theo một cái kiểu khác, thì hai cái đó nó chổi nhau. Có nghĩa là khi mình diễn theo cái hướng Mỹ mà mọi người thì diễn theo hướng khác, thì mình sẽ trở thành cái nhân vật nổi bật duy nhất, và nó bật ra khỏi cái cách diễn nhẹ nhẹ của người ta. Nó không có theo cái hướng hài over. Tại vì nếu mà mình hài over thì mọi người phải over. Còn nếu mà mọi người bình thường thì mình phải trở thành bình thường, thì mình lại không để ý được cái điều đó, không đủ tinh tế để ý được cái điều đó. Nên bị out ra khỏi. Nên mình bị out ra khỏi, mọi người sẽ thấy, ủa có một ông Trấn Thành ông lố quá lố. Mà tại vì người ta không dựng theo kiểu lố. Nếu nước ngoài lố là cái tình huống nó cũng phải lố, dựng phim cũng phải lố. Còn đây họ dựng phim có bình thường thì mình trở thành một cái người vớ vẩn, nhìn vào nhân vật khá là vớ vẩn. Thành thử ra là Thành luôn luôn sau một cái thất bại luôn nhìn lại là mình biết tại sao mình sai.
nếu nói về cái khả năng diễn viên hài từ hoạt ngôn ngữ là chính á, thì bên điện ảnh mình thấy hơi sánh thành với lại hai nhân vật đang là nhân vật bán vé là Thái Hòa với lại Trường Giang. Đây là những người mà có thể là đi trước Thành như Thái Hòa nhưng mà đi sau Thành như là Trường Giang, và đều là những người có những cái vai thành công trong cái việc là nói rất nhiều. Ví dụ Hòa vô vai Tèo Em, kể cả là Giang vô vai trong Lật Mặt, nói rất nhiều. Thậm chí là Bảo Đảm Thành là không kiểm soát được trong kịch bản giấy đến khi ra ngoài thế nào, nói coi như là khủng khiếp luôn. Nhưng mà khán giả vẫn cười, đúng không Thành? Vẫn chấp nhận và thích cùng với những cái vai nói nhiều như vậy. Thì mình tự hỏi tại sao Thành cũng như vậy nhưng mà trong những cái nói nhiều của Thành á là lại không thành công. Thành cũng tự lý giải rồi đó, là thấy rõ ràng là Thành không phải là Thành nghĩ là không thành công. Nó có những cái thành công nhất định của nó, nhưng không phải là nó không lên đỉnh cao. Và tôi nói thật là nếu mà nói hỏi hai cái nhân vật kia họ gọi là thành công, mình dùng từ là tên bán vé thì tôi đồng ý, nhưng để lên tới một cái đỉnh cao thì hiện nay Thành cũng không chưa đỉnh cao lắm. Thành cảm thấy là hai người đó cũng giỏi, Thành vẫn nhận xét họ là hai người rất là giỏi trong nghề, nhưng thực sự đỉnh cao thì Thành vẫn đánh giá anh Thái Hòa là có cái đỉnh cao hơn trong điện ảnh. Giang vẫn là một nhân vật đáng yêu và được khán giả yêu mến. Nó khác một cái đỉnh cao trong điện ảnh. Đỉnh cao trong điện ảnh là cái diễn xuất phải, nó rất là điện ảnh. Nó có cái ngôn ngữ hình riêng của nó, ngôn ngữ của tâm trạng, ngôn ngữ của thần thái. Giang trong cùng thời của Thành không có phải làm so sánh gì hết, nhưng mà Thành nghĩ rằng là Giang cũng có những cái bắt đầu của mình, và cũng có những cái, dĩ nhiên khi Giang diễn một cái phim đó thì khán giả đã yêu mến Giang rồi, dĩ nhiên là. Và Giang diễn, cái nét diễn Giang nó khác với Thành là diễn nhẹ nhẹ, diễn đời hơn. Đó là một, cũng là một cái lợi thế của Giang hơn với Thành, thì khán giả dễ chấp nhận cái điều đó hơn và yêu mến. Thì ví dụ vậy, và cảm thấy rằng nó gần gũi. Còn Thành đã theo đuổi một trường phái hài khác, là trường phái hài over, trường phái hài của Châu Tinh Trì. Đó là một cái trường phái khác. Và cái trường phái đó khi chưa được dựng đúng ngôn ngữ thì khán giả chưa cảm nhận được đúng nhất với cái điều mà Thành đang làm. Và Thành đang luôn luôn để đi tìm được một đạo diễn hiểu được những gì đúng, mình đúng đang đúng làm. Chứ không phải là, và ví dụ như trong Trùm Cỏ vừa rồi cũng là một bộ phim gây được tiếng vang, và khán giả vẫn rất là thích cái vai của Trấn Thành. Nhưng mà Thành dù cho thích như vậy, nó cũng là tên bán vé. Thì bản thân nếu mà nói bán vé thì Em cũng là một trong những cái tên bán vé hiện nay. Nhưng mà bản thân mình nhìn lại, mình cũng không cho nó là đỉnh cao, cũng không gọi là thành công, tại vì mình diễn chưa đã. Chỉ là vì khán giả thích Trấn Thành và đến. Cũng như những bộ phim Lật Mặt hay là những bộ phim 49 ngày của Giang, em cảm thấy là Giang diễn dễ thương, đáng yêu. Nhưng hỏi về đỉnh cao không thì Thành vẫn chưa cho đó là đỉnh cao. Chưa. Tại vì Thành rất là thẳng thắn, chứ không phải là mình đang đúng, so sánh đoạn diễn mình đúng, nhưng mà mình hiểu cái gì, điều gì đang xảy ra. Và Thành nghĩ là khán giả đến với Trường Giang, yêu Trường Giang, thích Trường Giang và thích cái cách diễn nhẹ nhàng đó, dễ thương. Và nó đang ở một cái mức độ là an toàn và đáng yêu. Chứ Giang chưa có đỉnh cao. Một ngày nào đó Giang sẽ có cái vai diễn của mình. Tại vì Thành tin chắc là Giang sẽ làm được điều đó. Bởi vì Giang là một diễn viên rất là thông minh. Mà người thông minh thì họ sẽ biết họ phải làm những gì để họ đạt được đỉnh cao. Giang sẽ có phim đỉnh cao của Giang, nhưng chưa phải là bây giờ. Và Trấn Thành cũng nghĩ là Trấn Thành cũng sẽ có phim đỉnh cao của Trấn Thành, và cũng chưa phải là bây giờ. Riêng anh Thái Hòa thì Thành đánh giá rất là cao. Anh có những cái nấc thang mà anh đã leo được lên đến những đó, thì những cái nấc thang đó Trấn Thành và Trường Giang vẫn chưa leo được ở cái lĩnh vực điện ảnh. Thành nghĩ vậy. Trấn Thành phát hiện ngộ nghĩnh, trò chuyện, diễn kịch, dẫn chương trình đều rất ít khi nói vấp. Đôi chân mày tạo hình dấu ớ trong một số biểu cảm. Sau khi nắm chắc tính cách, tâm lý và đường dây câu chuyện, thích dựa vào cảm xúc để biểu diễn hơn là theo kịch bản chi tiết. Thích sáng tác và sưu tầm những câu nói bá đạo trên mạng xã hội để tạo nên trào lưu cho giới trẻ. Thuộc tiếp người duy ý chí, thích tranh luận để bảo vệ đến cùng những quan điểm rất chủ quan của mình trong các lĩnh vực giáo dục, hôn nhân, gia đình, xã hội. Luôn biểu hiện thái độ đúng theo cảm xúc yêu ghét khi tiếp xúc với bất cứ người nào. Là ngôi sao trong lĩnh vực hài kịch dẫn chương trình nhưng chưa thành công lắm trong cả 7 bộ phim điện ảnh từng tham gia. Yêu lạ và cuối cùng là một trong rất ít những MC khóc khi dẫn chương trình.
Trấn Thành. Tôi, ngay cả ở vị trí ngày hôm nay, tôi vẫn sai. Cái ông Trấn Thành còn trẻ, nói chuyện không biết kính trên nhường dưới, gặp ai cũng chặt, gặp ai cũng móc vé. Người ta có muốn giải anh hay không? Tôi không nói tất cả, nhưng dĩ nhiên trong cái nghề showbiz này nó luôn có sự cạnh tranh, thậm chí là chơi xấu nhau, cành nặng nhau, muốn dìm nhau để mình được nổi bật hơn. Giả tạo, cái gì cũng khóc vớ vẩn. Mềm yếu, mềm yếu. Ờ, mềm yếu. Đàn ông gì mà khóc? Đàn ông gì mà khóc? Vui, nó chỉ là vui. Buồn, nó kết hợp với vui, nó mới ra.